À, cảm ơn cô Mận Vân với cô Sâu Hải, chú Nhàn đã giúp đỡ con có nhà. À, có gì nữa? Với nàng chim ăn với chỗ xây cái nước. Rồi có gắn máy lạnh nữa Dạ không. không? Con gắn máy lạnh nữa thì thề luôn, từ đây sau con đừng bao giờ gặp mặt chú nữa. Chú sẽ Yeah. rời khỏi không bao giờ một lời từ biệt. Goodbye, no see you again liền luôn, đúng không? Biết tiếng Anh không? Dạ, kính chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Nhà Cọc TV nha. Thì hiện tại sau lưng Nhàn đây, đó, anh Thanh và anh Quý. À, anh Quý mới được hả? Chứ không anh Quý dặn à. Vẫn đang tiến triển công trình cô chú anh chị. Công việc để Nhàn vào xem thử thợ xây thế nào, ổn định chưa, rồi đổ cán nền như thế nào nha. Thì giờ Nhàn vào trong rồi quay, hôm nay đi mà quên cầm cái chân quay đeo nên cả nhà cũng thông cảm, nó có thể hơi lắc tí, thì mong cả nhà thông cảm giùm cho Nhàn nha. Thì cả nhà có xem video được của Nhàn thì giúp Nhàn xin một lượt like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ. Tại hiện tại á, kênh này hầu như bị mắc đại sức rất là nhiều của chú anh chị, nên nó là cái lượt xem rất là ít luôn, nên mong mọi người cũng giúp cho Nhàn. À, chào Quý nha. Trời, Quý đẹp trai chưa, thấy chưa? Bây giờ Nhàn vào trong chia sẻ tí xíu cái hình ảnh của chú anh chị. Làm gì vậy? Dạ con dưng giặt vô lần cho cổ tiếng luôn xây cái cái gì, xây cái gì, xây sàn đạp. Rồi đâu ginh, đâu ginh thử coi, nổi không trời. Dạ, nhẹ hiệu. Nhẹ hiệu luôn hả? Dạ. Ghê ghê. Đây, nhẹ hiệu luôn để con. Té giờ nè, té đi rồi một cái thì no đòn. Từ từ đó, tôi nhìn đảo chứ không gặp nó, ai nữa. Dễ gì vào không à. Đây cô chú anh chị, Nhàn vào thì Nhàn thấy bên đây thì đã khô đi được rồi. Bên đây mới chán hả anh Chánh? Bên đây mới chán đây. À, đây thì anh đi kiểu này là có hột dầu này nè, là nó bóng nè. Đây thành quả này cô chú anh chị. Rồi tính xây gì nữa vậy trời? Rồi ủa bích luôn cái đường cái đồng hồ nước hả? Chưa rồi. À chưa rồi hả? Trời tội nghiệp anh Chánh không làm, muốn xây luôn cái chỗ. Mới mua thêm gạch hả? Nè. Quý trả tiền ha sao? Dạ, tại... chú Nhàn mua á luôn á, cho cậu 90 đưa con. Thì con phải trả tiền chứ, nhà con mà bây giờ hiện tại là con xin là cái nền chứ con đâu có xin cái chỗ rửa chén. Thiệt cái, cậu chén lấy gì đâu, chị đi mua. Phải không? Dạ. Nhưng mà con trả tiền đúng không? Đó, cậu chén con trả. Con chính trả luôn hả? Dạ, cậu chén trả cái dịch điểm Tú Quyên. Ờ, dịch điểm Tú Quyên hay lắm. Dạ. Về đây. Thấy thì mình mua, rất đẹp luôn, cái này luôn, cái đó luôn. Đây chú anh chị, hiện tại xây cũng cái này anh tính xây ra tới đâu anh Chính? Xây ra tới đây. Rộng quá không? Vừa vừa thôi, để cái đường đi ra nhà thí sinh nha. Cho ông Phỉnh ra. Không, anh vô tí xíu đi. Anh là làm dấu đi. Ờ đó đó đó, tới cái chỗ anh Thanh á. Đúng rồi, đừng có ra nữa để chỗ nhỏ quá rồi. Không, không có rồi. Rộng đâu, cỡ đó được rồi. Chỗ đường ra nhà thí sinh nữa. Rồi ba cái dáng dư anh Thanh. Dạ. Anh lấy anh lót lại cái nhà vệ sinh này lại, cái đóng lại cho nó cứng đường cho thằng Quý nó đi ơi. Dạ, dạ, ừ, là trời đúng cháu ruột. Ờ cháu ruột em trời, có cái gì là em chịu không nổi đâu á. Đúng không chú hỏi nè. Dạ. Phải không? Dạ. Còn phải cháu ruột chú không? Dạ. Quý mà bị chạy nhè vết thương thôi là Nhàn chịu không nổi luôn á. Cười. Ê bữa nay có mua vé số rồi. Dạ. Chú bên này chú có mua vé số. Trúng số là mai đi trồng găng luôn nha. Đi không? Ừ? Đi trồng găng không? Chú cho chồng em chồng ơi. Ừ. Thì định của chú hả? Quyết định của chú hả? Dạ. Thiệt không? Thiệt chứ. Quyết định của chú nhưng mà con nghe không? Nghe được, nghe chú không? Hả? Cái này là bữa nào á nha mà chở Quý đi trồng găng ha, tút lại ha, sắm bộ đồ thì viết ha, mang đôi giày ha, mất tóc lại nó trời ơi là trời đi gã ha. Ê, gã Hàn Quốc ha. Chịu không? Chịu không? Hồi bây giờ cô chú anh chị nè, có ai muốn cho Nhàn dọn cho Quý thành một chàng trai đẹp không? Đó, chàng trai đẹp luôn, dọn cho Quý luôn ha, chịu không? Trả lời đi chửi. Cười. Mà cười hả? Cười nó chịu được. Cười chịu được hả? Ê, bột ngọt còn không, còn nổi không? Và cái ngọt này nó nổi thì nó làm hai bột á. À làm thêm hai bột nữa hả? Dạ. Ghê vậy? Dạ. Nổi nổi chỗ nào, nổi chỗ nào, lật cái đít lên coi. Trên chỗ đít. Cởi quần ra coi ơi. Cười gì vậy, cái đấm đuối vậy ta? Cởi quần ấy. Dạ. Sao vậy? Nhỏ không? Cái đó được anh ơi, cái đó là gọng thoải mái rồi đó. Đừng có gọng quá, cỡ này thì ui rửa rửa thoải mái luôn rồi. Nhà Quý giờ nhà giàu hơn nhà chú nữa, trời ơi có chỗ rửa chén rồi son nồi chén bát mới không rồi. Quá trời giàu luôn rồi Quý ơi. Quý đâu có gì đâu, cô chú Mận Vân cho con hết chứ đâu có cả này đâu chú. Ừ, chú Nhàn đâu có cho đâu mà đúng không?
chú nhà em cũng quay đăng cứ chú Văn Quân nè, có chú Văn Quân cái gì kê giúp đỡ cho con á, phải không? Dạ chú nhà nó có công hơn gì đâu mà trời, không quý chú... đâu có cảm ơn chú đâu mà đúng không? Dạ có chứ, có chú con à. Không bây giờ nè, để chú đi ăn vòng ăn băng đâu này, đại ca ngủ hả? Dạ. Ôi nó nghe kìa, Linh Duyên là đâu đưa đừng ngừng không à? Linh Duyên cái mặt nè, cái đầu thì bữa nay đỏ cất trâu rồi nghe con chú anh chị. Rồi bữa nay là để con có gọi đầu cho cháu không? Dạ có. Gọi bằng xe bông nào? Xe bông có ảnh cho ngàn ngôi cho anh. Còn nữa hả? Dạ còn. Ừ. Rồi. Còn bữa nay đi sạch không? Đi cái nhà vậy thấy sạch thấy đã không? Dạ sao? À. Ê nói nghe nè. Rồi bữa nay nghỉ học hả? Dạ. Hay là bị đuổi nữa rồi? Nghỉ học hả? Dạ. À. Ủa thứ bảy là đừng nghỉ học hả? Dạ. Mai, bữa nay thứ bảy, mai thứ mấy? Mai chủ nhật. Bảy, nay thứ bảy là mai phải thứ tám. Sao chủ nhật được? Thứ bảy là phải thứ tám, sao chủ nhật? Đúng không? Chú hỏi nghe nè, đi hổng gầy làm cái nền đi đã không? Đã. Quý nó còn té không? Ồ, quý nó không muốn. À, cảm ơn cô chú anh chị sao? Cảm ơn thử coi. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị bên Mạnh Huyền Phương. Sao nữa? Dạ, giúp con cái nền. Gọi gì nữa? Cái nền với cái này gì? Cái nút nhà. Bây giờ muốn gắn la phong không? Còn. Muốn gắn la phong nữa không? Vậy đúng rồi, con nhà con mà gắn la phong thì chú nghèo. Chắc chú nghèo luôn. Ê bây giờ quý nè, làm phòng không? Kêu cậu chính làm phòng không? Dạ, cái làm phòng có mưa ngủ chết. Con phải làm phòng mới được, chứ con mà ngủ ban đêm mà bị mấy em nó vô lợi dụng là lòng chú chịu không nổi đâu, con hiểu không? 15 năm để giữ được cái chinh tiết rồi, bây giờ để em gái nào vô lợi dụng cái là chú chịu không nổi đâu đó. Đi lung tung nè. Đi lung tung hả? Có không? Tối có đi lung tung không? Chị đâu có đâu. Sao thằng Bảo nó nói tối con đi lung tung? Tối con ngủ con thấy nó nè. Sao sững lông đậu hết rồi không? Dạ. Không có nào chắc quay. Có con không hết kìa, sững lên. Vậy hả? Dạ. Không hớn là sững. Dạ. Mà bao lâu hết tóc lần? Dạ đâu, tóc nha già nhiều thì hết. Chú là 5 năm chú hết lần á con mấy năm? Chú 5 năm chú hết lần á con mấy lần? Mấy năm con hết lần? Có con nè, chừng nào con biết mấy năm rồi. Mà chừng nào mà cóc nha già con hết à? Cóc nha già là hết hả? Dạ. Con bữa nó đi chụp là hết chứ con. Đi hết chứ con luôn hả? Dạ. Đầu con có tóc đâu hết. Đúng không? Chọc lóc mà hết, tóc đâu hết. Là cái này là xong, xây cái này nó là xong hết anh Chính? Nhưng mà tô cái này lại nè, tô để nước nó chảy ra. Tô chứ. Dạ. Là tính lên mấy cục anh cục thôi hả? Cục một hả? Chứ nha. Mấy đứa này, tới này mấy đứa vô té luôn, cắm đầu lên luôn. Cắm đầu luôn. À, đặt ống luôn hả? Ghê thả. Cái ống này của chú Hổng cặp bên cho. À, sao cái gì cũng xin nữa chứ gì trời. Ôi, chú Hổng đi, chừng nào xài chú Hổng cho. Cho hay là xin? Không có, chú Hổng đi, chừng nào xài đi, chú Hổng cho. Vậy ha. Dạ. Quá trời quá đó. Dạ. Thì đây cô chú anh chị, đây là hiện tại là căn nhà của Quý nha. Đó. Nó mình quên tính cái vụ mà lên cái nền này thì cái nóc nó lại thấp lại ha. Dạ. Nhưng mà thôi, nhà này có ai đâu mà cao đâu mà sợ. Em đây là phần cao nhất mà em đứng còn cách khoảng tắt mấy hai tắt nữa mới tới nóc mà. Rồi cái cao su kia là có che lên trên chưa anh Thành? Che luôn hả anh? Nên ở trước thấy tháo hết rồi ha. Tháo hết rồi. Nhìn cái nhà thấy thốn ra liền. Thốn ra liền luôn. Ở trước khá hết rồi. Rồi Bảo ngủ đâu Bảo? Ngủ bên kia. Cái mai cô chú anh chị nhàn làm kịp thời trước Bảo á, cho để Bảo vô một á thì nó thổi luôn nguyên cái gia đình của Quý Bảo bay luôn đi luôn. Đúng không? Sao cười quái trời. Nè con tên gì? Dạ tên Đinh Dĩnh. Tên gì? Dạ đi. Dạ. Năm nay nhiêu tuổi? 19. 19 tuổi hả? Dạ. 19 tuổi học, con có đi học không? Nghỉ rồi. Sao nghỉ? Lớn rồi. Rồi hôm qua nè, cho 200 ngàn, kêu mua thịt kho tàu, có mua không? Thì có. Dẫn lên, nói có sách mắt có trứng, bây giờ nhàn mắt lòng tin cho ông Quý dữ lắm rồi cô chú anh chị ơi. Trời ơi, hé luôn hả? Mắt lòng tin rồi. Ê đi đàng hoàng vô trong, mày đi mày dặm giết ông Chính, ông Tô giết chết luôn con. Dạ. Đâu? Con đã
Ủa sao cá phi chứ thấy đâu mà con trứng đâu? Trời trời ơi ngon ta. Hôm qua ăn mấy cái ăn nhiều không? Dạ hôm qua con đâu dấp hai cục ăn. Ngon không? Dạ ngon chứ. Lâu lâu ạ, à, ăn cá phi đổi lại thịt ăn ngon nha. Ăn ủa sao không ăn hết luôn mà chừa chứ vậy? Dạ con chừa đang cho chú vô quay á. Trời 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 trời. Có nghĩa là sợ ăn hết là chú không quay được hả? Dạ chú không kinh con. Ờ, không con thì mắc lòng tin đó chú rồi, sao sáng là chiên cà phê nữa? Ê, cà phê con nhập cho mẹ con vậy? À, con chính cho đúng không? Dạ. Rồi, vậy là uy tín bắt tay cái coi. Đó, đây cô chú anh chị, những người đàn ông mà nói chuyện uy tín thì mới nói chuyện với nhà cái kiểu mà quý một cà lơ bắt vơ là cho lên đường liền luôn. Ừ. Đó. Rồi, ra đây cái. Ủa, gần hết cát chưa anh Thanh? Dạ. Hôm qua chở thêm khối nữa đúng không? Chở thêm khối nữa anh ơi. Rồi, hết rồi, đủ không? Đủ rồi. Đủ rồi phải không? Vét ba. Nè bây giờ si là hết luôn hả dì? Dạ hết rồi. Là trộn hết mẻ này nữa là hết luôn ha. Dạ. Còn cát màu dư thì mình gom lại. Dạ cắt lại. Ừ. Để có gì mình đây nè, anh ra ngoài kia ha. Dạ. Chỉ cho. Hết si là hết sạch luôn không? Nếu mà còn dư còn không ra thì mua thêm 10kg gì đó. Dạ. Về trộn cho hầu già nhờ anh chính anh cán mấy cái lỗ này nè. Cán tạm mấy cái lỗ này trước đi. Dạ. Đó cái lỗ nào mà nó chốc ra này nè là mượn anh chính anh cán lại cho nó sạch. Ừ đây nữa nè, còn không á là ra ngoài lấy thêm một bao nữa đi em trả tiền luôn cho. Có, em ơi, đủ rồi. Đủ không? Là trong cái mẻ đó đủ không anh Chính? Rồi anh cố gắng anh giúp giùm em nha. Đó, thì đây cô chú anh chị nhàn nói chung là gọt vỏ thì gọt vỏ cho trơn mà làm ơn thì làm ơn cho chót. Chính còn hết. Ừ. Mà anh phải canh thằng Quý nè, nó đi quay qua lại nó đạp có hẹp quá lại nó hẹp. Còn cái gì chứ? Ông nội ơi nó đi cái chân nó đâu nó đá. Sao nó quẹt vô không à? Đá hàng ngang không à? Trời quá đất à. Lấy cái ghế kia là đây ngồi ha, tâm sự tí ha. Tâm sự tí ha. Đây ngồi đây, cặp đây. Đó. Đây còn chú anh chị nha, nhà sẽ nhờ anh Chính đóng mấy cái đường vô cái toilet ha, to rộng thì nói chung cũng thông báo với cô chú anh chị là đã ổn định hết rồi. Đó. Rồi bây giờ nói nghe nè, tôi đã làm tròn trách nhiệm rồi đó, là từ đây sau tôi với mấy người là không còn ăn nghĩa gì nữa hết á, được không? Hả? Trả lời ơi. Yeah. Thì chú người không giúp con chú cũng phải đền chứ chú. À là có nghĩa không giúp con cũng phải ghé nhà con đúng không? Sao bác cái gì chú không giúp con thì con ấy cảm ơn chú mà ấy chú cũng phải đền gì dễ con. Tôi sợ thì... mấy người quá ghé nhà mấy người, tôi tốn tiền quá tôi sợ quá tôi không dám ghé luôn á. Đúng không? Yeah. Sợ chứ không sợ, nhưng mà hỏi thiệt tình á là có nghĩa là ăn thịt kho hôm qua. Yeah. Ngon không? Thì ngon. Được không? Dạ. Yeah. Độn tốn tiền mà không ngon sao được. Đúng không? Yeah. Đúng không? Cái lớp của chú cho mà. Thì độn không tốn tiền. Chú cho làm gì cũng tốn tiền, ngon đúng không? Dạ kìa, với đại kiện của chú, có chú Văn Vinh đúng không? Ờ, không kiện nó kiện của cui à, kiện của cui cứ bỏ ra. Trời trời, cô chú anh chị nói chuyện với Quý kia rồi đớt sao nói luôn cui cui á. Bây giờ là cái mong muốn nữa là mong muốn gì nữa nói thử nghe. Dạ. Muốn gì nữa không? Còn mong muốn gì nữa không? À, có kính à, kêu cậu chính anh làm phòng con. Trời 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 trời. Vậy là xây luôn hay sao? Gắn máy lạnh luôn không? Không không có. Ờ. À, mấy xu cái nhà lấy hai bó cây đang dựng đóng rồi. À trời ơi nói hiểu lầm nhà tướng đâu cô chú anh chị nhà tướng đâu Quý nó đòi xây phòng gắn máy lạnh luôn chứ. Dạ, đúng xây phòng gắn máy lạnh là cứ vợ luôn á. Dạ đúng rồi. Cưới vợ không? Bây giờ nếu mà con mà hôn cưới vợ là chú chấp nhận chú bỏ tiền ra chú chơi với con luôn, xây phòng gắn lại luôn. Chứ con nhỏ nhối cưới vợ con ăn học liền. 15 tuổi mà nhỏ gì nữa. 15 tuổi là cưới nhỏ không mấy cưới cây bó cây ai nhưng mà con cái đâu chú nhỉ. Điều ra người ta không cưới 14, 13, cưới chưa tới hai mấy. Cưới vừa đó. Con ấy cưới vợ gì được. Không bây giờ là chú làm mai bà kia cho con. Dạ. Hiểu không? Dạ. Nếu bà kia có bà kia là bà sẽ là làm mai cho chú làm mai cho con về một cái một bà cưng con như con bà vậy đó. Có 40 tuổi à được không? Dạ quá già con. Bà già con. Bà về bà cưng con như con vậy. Hiểu không? Nha, con nhớ cưới mà dạng cái ai con ai con nữa đây là nhìn chú đây nè đẹp trai mà nè ai cô chú chị nào mà có ai là mai trong Quý ha là mai trong Quý chịu không hả con ấy kết nối yêu thương luôn ha nha cưới vợ ha dạ thôi sao vậy dạ con cưới vợ con ăn đụng đi ạ
trời bây giờ nói như thế này nè thì dạ thì đây cô chú anh chị hồi nãy qua một thời gian dài thì Nhàn nói xàm cùng với Quý thì Quý còn xàm hơn cả Nhàn đó, nên thì bây giờ Nhàn cũng trở lại cái số chuyện thì cái chi phí hôm bữa sau này cùng là cán nền đó thì cô Xóa Hà có gửi cho Nhàn là $100 là 2,5 triệu thì Nhàn cũng nói thật luôn hiện tại Nhàn làm thì giặt tư đây 1,6 triệu là cả nhà thấy 1,680,000 là một cái đơn đó và kèm theo cái đơn sau này là thiếu cát. Thiếu cát thì Nhàn có mua thêm là cát PC là 768,000 đây cô chú anh chị nhìn ha. Cái số cuối nha. 768,000 đó. Thì hiện tại cộng lại là Nhàn tính như là 2,5 triệu đi. 2,5 triệu cộng theo tiền công của anh chính là thêm 1,050,000 nhưng mà anh lấy 1 triệu là như 3,5 triệu thì Nhàn sẽ trích quỹ từ cô Sáu thêm 1 triệu nữa để hỗ trợ cho hoàn thành thì nội chư là căn nhà của Quý đã hoàn thành rồi của chú anh chị thì ổn định hết rồi làm nhà theo nhà thấy thì giao cho anh chính làm nhà rất là tự tin tại vì nhiều cái là nhà không cần chỉ mà anh cũng vẫn làm để vừa ý hả kèm theo cái là ảnh những cái vật liệu mà dư ra đó dư một ít đó thì anh cũng tận dụng để anh chán cái nền trên để cho sạch sẽ để cho Quý đi đừng có trơn té nữa nói chung sót lắm của chú anh chị thật sự luôn nhìn cháu mà hàm răng ở đây mà cháu ké thêm cái này cháu đập xuống cái thì hàm răng cháu thì thôi đi chụi lũi luôn thì sợ lắm đúng không hả giờ chú hỏi nè thì bây giờ như cái căn nhà như thế này là tự tin đi tới đi lui được chưa tự tin nổi chưa nhưng mà bây giờ nhà dưới này cắt xong con lên nhà trên quả thấy ha hả chú cắt thì con ở dưới trên trọt thì sao chú nào đâu ngủ chú rồi bữa nào mà chú có trở lại đây á thì có cho chú vụ lỡ mà chú hết tiền nữa chú không có tiền ngủ nhà nghỉ hay là lỡ đường á thì có cho chú ngủ ké với Quý đêm không dạ có được không hả dạ có cho ngủ ké đúng không đó, thì cũng nói thật với chú anh chị và nhà sẽ gửi tiền đến gia đình gửi tiền công cho anh chính thì kèm sau đó là nhà tiền giặt tư thì nhà đã gửi cho Tú Quyên hết nha cô chú anh chị tổng tiền giặt tư là 2,5 triệu cộng thêm 1 triệu của thợ nó là 3,5 triệu thì giặt tư gần như cũng còn thiếu mấy chục nữa mới đủ 2,5 triệu nhưng mà tính cho tròn 2,5 triệu luôn đó. Có bây giờ nè Quý gửi lời thăm gửi lời cảm ơn cô Xóa Hà như thế nào nè con cảm ơn cô chú Hà với bạn Hùng Quân với chú Nhàn cả nào cũng phải nhớ chú Nhàn nha dạ. Rồi, sao nữa cảm ơn cô bạn Quân với cô Xóa Hà với chú Nhàn đã giúp đỡ con có nhà có gì nữa với nền xi măng với chỗ xây cái nước rồi có gắn máy lạnh không? Con gắn máy lạnh rồi thì thề luôn từ đây sau con đừng bao giờ gặp mặt chú chú sẽ rời khỏi không bao giờ một lời từ biệt goodbye no see you again liền luôn đúng không biết tiếng Anh không goodbye no see you again là gì biết tiếng Anh không không hả thì sao bây giờ Nhàn sẽ gửi tiền cho anh chính luôn nghe cô chú anh chị anh chính ơi lỡ tay tí thì em cũng gửi tiền cho anh luôn nha thì để cái nào cho xong cái đó thì tiền công nó là một kìa tính luôn là cái bữa trước cho chú anh chị là còn lại 300 thì thôi em trả luôn chứ giờ tiền đâu trả rồi anh đếm lại giùm em có đủ không nha đếm lại cái đi sao chắc rồi đếm lại đi sao đâu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đủ phải không thì bây giờ như thế này trên video thì con nói thật với cô chú anh chị luôn tiền bạc thì nhà rất là rõ ràng tại vì đây là cái công sức của anh bỏ ra thì nhưng mà trong đây á, thì tiền công á là thành quả của anh kèm theo là cũng là cái tâm của anh đã giúp gia đình của anh Thanh gửi đến gia đình anh Thanh thì thật sự luôn mấy cái này là nhà không có kêu nghe cô chú anh chị nhưng mà anh cũng biết là anh tận dụng được hồ rồi cát này nọ nhưng mà ở trên kia là anh cũng sẽ tận dụng lại để làm luôn ra mấy cái lỗ đó ha tại vì tháng đó không có tiền bỏ vô mấy chục ngàn mua gạch dạ ủa cái này anh bỏ ra luôn hả luôn oh my god vậy là cái này anh trả tiền là Thú Quyên rồi rồi anh cô chú anh chị thật là tuyệt vời luôn thì bây giờ trước mắt như thế này thôi, trước thì em cũng cảm ơn anh tấm lòng anh đã hỗ trợ đến gia đình như vậy thì cũng thôi rồi em thì thứ hai nữa thứ hai nữa là có nghĩa là em sẽ cố cũng cảm ơn tấm lòng của anh và em cũng đã gửi gắm cái số tiền công sức của anh bỏ ra đó và mong anh cũng hỗ trợ cho gia đình ví dụ như những ngày sắp tới thì có thể những cái điều ấy á thì em sẽ nhờ anh nếu mà được những cái điều kiện khác nữa thì em sẽ nhờ đến anh là quá tuyệt vời là cảm ơn chính nhiều nha rồi Quý lên đây ngồi đây
Bây giờ theo anh Quý đẹp trai thì cái này là được chưa? Dạ được rồi. Rồi cái này là chú cậu chính dạ. Làm là để bơm nước vô cho con tắm cái hồ bơi, biết không? Phải không? Phải cái hồ bơi không? Đúng không? Cái này kêu bằng cái thằng đáng dữ chết. Thằng đáng dữ chết đâu, ổng đang xây cho con cái hồ bơi á. Đúng không? Bơi đâu. Chú chỉ nè, 11 nè, con thấy cái lỗ đó không? Dạ. Ừ, bắt đầu con lấy cái bọc đó nhét vô, cô đục xả nước vô, rồi nó tắm. Ông nội nhỏ gì đâu à, ông bảo là ông nghe cái mai mốt làm theo cái chết luôn này. Chú chỉ một mình con nghe được, chú chỉ nó nghe. Nghe chưa lát kia ông chơi à. Bắt đầu con xả nước cái này đầy ra. Ờ, bắt đầu con lụ vô con bơi, cũng biết bơi không? Dạ không. Không biết bơi hả? Dạ. Dạ, tội nghe chú trời, bữa nào chú vô chú xả nước chú dạy cho bơi ha. Ui, bơi trong này cô chừng mà xả vừa nước, xả ngập quá là chết thục quá. Hả? Nó gọi là đuối nước thôi, đúng không? Đúng không? Sợ không? Con đâu biết bơi đâu. Không biết bơi à? Dạ. Đúng rồi, đừng có xả nước bậy, bùi vô đây bơi là cũng mới đuối nước đó nha. Dạ. Thì nói thật cô chú anh chị luôn, nhà cũng đến gia đình của anh Thanh như thế này thì cũng đã hỗ trợ được qua mong muốn của nhà rồi. Nhưng mà cái cuối cùng nhất của nhà đó là có nghĩa là phải cố gắng hàng ngày nhà sẽ mua vé số. Đó là cái tâm nguyện cuối cùng là chúng ta vé số, nhà sẽ quay lại tiếp tục hỗ trợ cho Quý là đánh cái hàm răng xịn lên luôn nha. Hiểu không? Hứa uy tín này trúng số là vô đánh răng, là nhưng mà phải trúng đặc biệt chứ trúng số đầu là lỗ nha ông ơi. Không vừa phải không thôi chứ không trúng số đầu còn bắt tôi đi đánh bộ răng trong thì tôi nghèo luôn đó. Dạ dạ. Bây giờ thì nhà cũng chân thành cảm ơn tất cả cô anh chú anh chị đã giúp nhà trong những cái chuyến thiện nguyện rồi. Thì đây cô chú anh chị, hiện tại chắc có lẽ là nhà sẽ gửi khỏi gia đình của cháu Quý và cháu Băng. Thì nói thật cô chú anh chị, khoảng thời gian vừa qua thì cũng hình như là chú cháu mình biết nhau cũng phải 2 tháng rồi nha. Dạ. Tháng mấy 2 tháng rồi. Thì bây giờ con nói là con có nhớ lại là chú giúp đỡ con như thế nào không? Từ đầu luôn. Đầu tiên là gì? Đầu tiên là chú con mới quét chú. Biết chú lần đầu tiên là chú Hồng dẫn chú Nhàn vô coi cứng đâu theo chú Hồng. Chú bị què hay gì mà dẫn? Ờ nó bậy mà chú tự đi. Ờ đúng rồi, rồi tiếp. Dạ chú cho con gì nè đầu tiên nè. Đẹp ơi, chú cho con kèn mua bình da chén bát. Ờ. Rồi lần thứ hai là cho cái gì nữa nè? Cái gì con cũng quên rồi. Mới đây là thấy quên của chú anh chị mà nhàn mà thử thời vẫn chịu, một tháng nhàn quay lại là coi như lại tới nhà là đủ luôn rồi đó. Đó, thì chú nói nè, chú đến là từ đầu tiên chú hỗ trợ cho 6 triệu mua sữa sải cho cha con cháu con nè. Dạ. Ừ, bếp ga nè, bù tiền cho mua bếp ga nè, son nồi chén bát trong nhà con nè, đúng chưa? Con xô vọng nè. Dạ. Đúng không? Dạ. Còn những lần sau là đến là chú đều gửi tiền á, là mua sữa cho cháu nè, cho tiền con nè, đúng không? Dạ. Nhưng mà gần nhất đây á thì nói thật cô chú anh chị, nhàn làm cái bình ga, cái mái nhà và kèm theo là cái nền đời cũng từ má nuôi của số Hà, anh Khánh cũng đã đồng hành để hỗ trợ cho gia đình cháu được một cái căn nhà, nói chung là giàu có thì không có nhưng mà cũng kín đáo để ở sạch sẽ được. Đó, thì đến gia đình thì nói thật một khoảng thời gian vừa rồi thì nhàn cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì bây giờ nhàn cũng hỗ trợ như vậy thì tất cả còn lại là trông cậy vào con. Dạ. Đó, con phải hỗ trợ cho đi hỗ trợ là sạch sẽ, thứ nhất là ở nhà phải sạch sẽ nè, dọn rửa sạch sẽ nè, đúng không? Dạ. Cái thứ hai nữa là phải lo cho cha mẹ. À, anh em và cháu mình nha. Yeah. À, còn cái thứ ba nữa, ngồi chờ đợi đi, chừng nào chú trúng số chú vô chú làm găng cho. Đúng không? Yeah. Nhưng mà trúng số mới làm găng nha, hứa danh dự, cái đó là lời nói chân thành của nhàn luôn, có tiền là nhàn sẽ chở Quý đi làm bộ găng liền của chú anh chị. Hồi lúc chú Hồng chỉ chú vô đây nè. Con mới biết chú cái đâu đi theo chú Hồng quay thôi chứ. Mà hồi đó là chú con đâu có biết chú đâu đúng không? Dạ. Con coi chú y chang như là có nghĩa là cỏ ghét thôi gì đúng không? Con cái đâu anh em ruột với chú Hồng à. Trời. Thanh Hồng đẹp trai vậy chú xấu chết sao mà anh em ruột được? Chú anh em ruột con là mới đúng mà, đúng không? Xấu xấu với nhau chơi với nhau dễ. Thì nói chung cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú đã theo dõi và chia sẻ trong suốt hành trình của nhàn. Cảm ơn tất cả mạnh thường quân cũng đã xem kênh nhàn và đã phát tâm đến những hoàn cảnh gia đình. Thì đó là thực sự là cái tấm lòng vàng của cô chú anh chị. Thì đến gia đình nhàn cũng đã hỗ trợ trong tầm khả năng và đã hỗ trợ hết sức khả năng rồi. Thì đến đây thì chắc là nhà cũng xin rời khỏi gia đình để mọi chuyện cho gia đình sẽ từ đây sau. Thì nhà cũng nói thật đến hỗ trợ là để cho nhà gia đình của anh Thanh được nhà cửa rồi nền bọng để anh tập trung vô anh làm. Còn cái vấn đề mà bất kể gì á, anh Thanh nói với nhàn á là anh Thanh phải hứa được nha, nói là phải giữ cháu nuôi cháu này nọ. Nhàn mà chỉ cần nghe một thông tin mà anh Thanh làm sai với nhàn cái thì lúc đó chú sẽ quay lại và chú sẽ là cái người trừng trị con đầu tiên nhất, tại vì con ở nhà mà con không lo được cho cháu con mà để vấn đề gì xảy ra nha, là có chuyện với chú á, đừng có giỡn. Sao con nghe hứa chạy đua à?
Ở trong nhà cũng cảm ơn tất cả mọi người nha. Mọi người có xem video của nhà giúp nhà xin một lượt like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ để nhà có hành trình có thể là trên con đường thiện nguyện sắp tới. Rồi, bye bye, chào cả nhà nè. Chào cả nhà nha.